ngày 8 tháng 8, tỉnh ủy Quảng Nam gửi công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam có các biện pháp hỗ trợ nông sản, thực phẩm trong thời gian giãn cách xã hội cho người dân thành phố Đà Nẵng. Đồng thời với tinh thần tương thân tương ái, sự yêu thương và đoàn kết của người dân Quảng Nam Đà Nẵng, 7 chuyến xe chở 30 tấn hàng rau củ thực phẩm, bao gồm 25 tấn rau củ quả, 5 tấn gạo và 500 kg các loại thực phẩm khác do Hội Chữ Thập Đỏ và bà con nhân dân huyện Đại Lộc đã gửi vận chuyển ra đến thành phố Đà Nẵng vào sáng ngày 10 tháng 8. Với tình hình lương thực thực phẩm rau củ quả thiết yếu cung cấp cho 5 phường cách ly y tế quận Sơn Trà trong mấy ngày qua được phản ánh là còn rất thiếu thốn, thì những bao gạo, mớ rau, quả bí, chai dầu phộng sẽ được chuyển đến từng khu vực đang cách ly y tế trên địa bàn quận Sơn Trà để tiếp sức cho bà con chống dịch, thể hiện sự gắn kết và cái tình đồng bào. Nó tiếp thêm động lực cho những người làm nhiệm vụ, những người dân yên tâm hoàn thành cách ly. Chế độ của tỉnh ủy Quảng Nam là về các huyện là vận động quyên góp để ủng hộ lương thực thực phẩm cũng như nhu yếu phẩm cho bà con của thành phố Đà Nẵng đang gặp khó khăn trong Covid. Thì vừa qua là ủy ban huyện Đại Lộc đã tổ chức vận động ủy ban nhân dân các thị trấn và sau khi vận động quyên góp trong một tuần thì được 30 tấn hoàn, trong đó là 5 tấn gỗ và 5 tấn. Và sáng nay được lệnh của ủy ban huyện Lộc thì Hội Thập Đỏ huyện Lộc là đưa đoàn xe gồm 7 chiếc để chở hòn ra để xin tòa để phục vụ cho bà con đang khó khăn trong cái mùa Covid của thành phố Đà Nẵng. Và ủy ban huyện Lộc cũng có tiếp tục là sẽ vận động tiếp tục để tiếp tục đến các cấp huyện thành phố của Đà Nẵng. Sáng nay thì được bà con nhân dân Đại Lộc giúp đỡ thêm thì sẽ cố gắng cung cấp ở trong ngày hôm nay để cho bà con ở trong khu vực phong tỏa cách ly y tế thì sẽ được đảm bảo là có rau. Được biết, sau khi nhận thông tin về chuyến hàng đợt 1 của bà con huyện Đại Lộc gửi cho nhân dân vùng cách ly y tế quận Sơn Trà, ngày 9 tháng 8, Sở Công Thương Đà Nẵng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà bố trí địa điểm tiếp nhận và cử lực lượng bốc dỡ hàng hóa hỗ trợ của huyện Đại Lộc, tổ chức phân phối hàng hỗ trợ kịp thời cho các khu vực bị phong tỏa cách ly trên địa bàn. Việc vận chuyển của đoàn xe sẽ đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự kiến hoạt động sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian đến khi dịch bệnh tại thành phố Đà Nẵng còn diễn biến phức tạp. Ngoài ra, công ty cổ phần cấp nước Con Tâm cũng đã gửi hỗ trợ cho quận Sơn Trà trong công tác phòng chống dịch COVID-19.